từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre về xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với tinh thần thi đua đồng khởi mới qua hơn một năm quyết tâm thực hiện mục tiêu này, kết quả đạt được ra sao? Đó là nội dung phóng viên Đình Thảo Vũ Kha sẽ chuyển đến quý vị qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thực hiện thông báo số 76/TB-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre về việc treo cờ Tổ quốc và kỷ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đây là một trong những cụm loa phát thanh của phường An Hội, thành phố Bến Tre. Nhìn bình thường như ở những xã phường khác, có điều từ đó đến phòng truyền thanh phường khá xa, không có dây dẫn tín hiệu và nội dung phát thanh được chuyển trực tiếp bằng văn bản qua công nghệ text-to-speech. Đó là một giọng đọc nhân tạo có thể tùy biến nam nữ hay vùng miền Bắc Trung Nam. Phương thức phát thanh này là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã được phường An Hội triển khai theo định hướng chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh mà thành phố Bến Tre chủ trương. Công việc hàng ngày của tôi thì sẽ lấy những cái văn bản mà trên file Word á, để mình copy cái những cái dòng văn bản đó mình cho vào cái phần mềm để chạy, nó sẽ cho ra thành cái giọng nói truyền thanh thông minh, rồi mình sẽ chỉnh sửa, mình đưa vào cái một cái phần mềm chỉnh sửa, xong mình sẽ tạo ra nguyên một cái chương trình phát thanh cho hàng ngày. Khi mà mình sử dụng cái công nghệ mới thì những cái bước đầu tiên của mình thì cũng có những cái mình cũng còn lòng cộng, nhưng mà đến hiện tại thì mình đã sử dụng thành thạo hết và nó rất là tiện lợi hơn so với trước đây. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường An Hội triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn với các nội dung chính. Thứ nhất, chính quyền số. Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai 47 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 40 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, lập tổ tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua trang thông tin điện tử, Ủy ban Nhân dân thường xuyên cập nhật các hoạt động của đơn vị để người dân nắm bắt kịp thời. Phường An Hội cũng đã lắp đặt và vận hành 7 cụm loa truyền thanh sử dụng trí tuệ nhân tạo text-to-speech, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, họp, tập huấn bằng hình thức trực tuyến online, duy trì 7 nhóm Zalo với 113 thành viên ở 7 khu phố, phục vụ giao tiếp đa chiều giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, trưởng khu phố và tổ nhân dân tự quản. Về kinh tế số, tập trung vào công tác tuyên truyền thông qua đài truyền thanh, tổ nhân dân tự quản, chi hội tổ, bản tin nội bộ, Zalo, Facebook nhóm, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, tiếp cận sử dụng ứng dụng công dân số của bưu điện, chương trình thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn hỗ trợ tạo các ví điện tử và mã QR thanh toán cho các hộ tiểu thương trên địa bàn, khuyến khích giao dịch qua các ví điện tử như Viettel Money, VNPT Money. Các hộ kinh doanh trên địa bàn có 15-20% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng xã hội số. An Hội có 2.241 hộ dân sử dụng điện thoại thông minh, đạt 98,5%, đã lắp đặt hệ thống camera trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường. Cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường đều cài đặt phần mềm phản ánh hiện trường thành phố Bến Tre trực tuyến và vận động tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện phần mềm tương tác này. An Hội cũng tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức và người dân cập nhật sổ sức khỏe điện tử, phần mềm khám chữa bệnh từ xa. Các trường học được kết nối đường truyền băng thông rộng, 100% học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tiếp cận Internet, thực hiện chương trình giáo dục sáng tạo STEM, STEAM. Từ phường An Hội, có thể thấy một lộ trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của thành phố Bến Tre. Từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre về xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 5 lĩnh vực: quản lý chiếu sáng thông minh, quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh, chính quyền số, quản lý môi trường thông minh và quản lý thông tin đất đai thông minh. Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với chi nhánh Viettel Bến Tre triển khai thí điểm trung tâm điều hành thông minh IOC trong giai đoạn hoàn thành, tổng hợp thông tin dữ liệu trên các lĩnh vực vào hệ thống như chỉ tiêu về kinh tế, camera an ninh và tích hợp phần mềm phản ánh hiện trường thành phố Bến Tre trực tuyến, phần mềm điều khiển IOT, hệ thống chiếu sáng công cộng đèn LED thành phố Bến Tre, y tế, giáo dục, môi trường. Đến thời điểm hiện tại thì Viettel đã triển khai tích hợp được 5 nền tảng. Thứ nhất về cái giám sát an ninh tập trung thì Viettel đã tận dụng các cái tài nguyên về camera của xã hội hóa để tích hợp, hiện tại đã có trên 50 cam tích hợp vào hệ thống. Thứ hai là về hệ thống giám sát thông tin trên môi trường mạng Ribota, thì đây là cái hệ thống để giúp cho chính quyền địa phương có thể là xem các thông tin tiêu cực tích cực hàng ngày.
trên các mạng xã hội, trên các cái tin thông tin báo chí lớn để kịp thời xử lý. Thứ ba là về hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID 19, thì đây là hệ thống tích hợp theo thời gian thực và theo dõi được cái tiến độ tiêm hàng ngày đối với người dân và các cái xã phường. Cái tư về hệ thống tiêm chủng mở rộng thì đây là hệ thống tiêm chủng dành cho trẻ em cũng như là phụ nữ, thì sẽ theo dõi được cái tỷ lệ cũng như là quá trình tiêm chủng của 14 xã phường. Cái năm hệ thống chiếu sáng thì hiện tại là Viettel đã phối hợp với phòng quản lý thành phố để tích hợp hệ thống chiếu sáng lên trung tâm điều hành đô thị thông minh và giám sát hàng ngày, đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái dịch vụ chiếu sáng trong thành phố. Có thể thấy, việc đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 của dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ứng dụng công nghệ IoT đã giúp thành phố Bến Tre chủ động hơn và kịp thời xử lý các sự cố trong công tác vận hành và quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh đã giúp người dân cùng với chính quyền giải quyết kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề còn bất cập về rác thải, tập trung mua bán và lấn chiếm lòng lề đường, trật tự xây dựng, vi phạm quảng cáo, chiếu sáng công cộng và an ninh trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng thêm các nội dung người dân quan tâm vào phần mềm phản ánh hiện trường, từng bước hoàn thiện phần mềm nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý của chính quyền, triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo, việc đầu tư thay thế và cải tạo toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng còn lại bằng đèn LED ứng dụng công nghệ IoT để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả cao nhất trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. Kết hợp đầu tư lắp mới với việc đấu nối các camera hiện hữu của các đơn vị xã phường thành phố Bến Tre và các camera an ninh do công an tỉnh quản lý để phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đồng thời, hoàn thành và triển khai chính thức trung tâm điều hành thông minh IoC tại thành phố để phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của lãnh đạo, tích hợp và triển khai dịch vụ quản lý môi trường, quản lý thông tin đất đai, quản lý giáo dục, quản lý y tế, quản lý du lịch, quản lý dân cư do ngành dọc đầu tư và trung tâm điều hành thông minh IoC thành phố Bến Tre, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được dễ dàng tiếp cận, tham gia trong việc xây dựng thành phố Bến Tre thành đô thị thông minh, đồng thời sẽ bổ sung và điều chỉnh các ứng dụng phần mềm thông minh hiệu quả nhất để người dân dễ tiếp cận, từ đó tham gia giám sát, quản lý và xây dựng đô thị văn minh hiện đại.